Trên trang cá nhân mới đây, Huỳnh Phương, thành viên của nhóm hài Phép TV đã có những chia sẻ của mình về chuyện thuê mặt bằng kinh doanh đắt đỏ trong mùa dịch. Theo nam diễn viên, hiện anh đang thuê 4 căn nhà có tổng trị giá 440 triệu đồng để phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên, giữa lúc mọi hoạt động đình trệ vì tình hình dịch bệnh như hiện tại, anh đã phải gồng gánh rất nhiều trong vấn đề trả tiền thuê mặt bằng. Mặc dù đã có hai chủ thuê đồng ý giảm 50% tiền mặt bằng, nhưng hai chỗ còn lại có giá thuê cả 100 triệu đồng một tháng lại không chấp nhận giảm giá thuê. Sự việc này khiến Huỳnh Phương rất mệt mỏi, nhanh chóng than thở trên mạng xã hội. Thế đấy, tấm lòng con người không tỷ lệ thuận với sự giàu có của họ. Vậy nhưng thay vì nhận được sự đồng cảm từ công chúng, nam diễn viên lại bị phản ứng khá gay gắt. Nhiều khán giả cho rằng việc Huỳnh Phương đăng đàn trách móc chủ thuê là không hợp lý, khi chính họ cũng đang làm ăn kinh doanh, gặp khó khăn giữa mùa dịch. Một số dân mạng còn gay gắt khi nam diễn viên đem lòng tốt ra để so sánh và xem đây là chuyện hiển nhiên. Trước phản ứng của dân mạng, Huỳnh Phương đã mau chóng lên tiếng đáp trả và khẳng định mọi chia sẻ của anh đều không sai. Ở đây không phải chuyện làm ăn lời lỗ mà trường hợp bất khả kháng phải dừng kinh doanh. Nếu đúng hợp đồng thì có quyền không thanh toán luôn, nhưng tiền không đáng để cãi nhau, quan trọng cái tình thôi. Ngoài ra, anh còn trích điều luật bất khả kháng trong hợp đồng kinh doanh để giải thích cho nỗi trăn trở của mình. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, không ít netizen vẫn đưa ra ý kiến trái chiều, chĩa mũi dùi vào Huỳnh Phương và câu chuyện này vẫn đang gây tranh cãi. Được biết, căn nhà có giá thuê 300 triệu đồng là cơ sở kinh doanh mới mà Huỳnh Phương vẫn chưa kịp khai trương. Điều này khiến cho anh hao hụt tổn thất chi phí rất nhiều. Chỉ mong rằng giờ đây dịch mau chóng nhanh qua để cho mọi người có thể bắt đầu quay trở lại làm việc, bù đắp những tổn thất đã qua.